Vâng, xin chào bác đến với kênh Kim Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu đua cao cấp của thương hiệu Gian. Trước đây em có giới thiệu bác là những mẫu dòng Gian, dòng xe đua thường xuất hiện những dòng xe OCR. Mẫu cao cấp hơn là mẫu model của TCR. Thì đây là mẫu TCR model 6300. Một cái tông màu chủ đạo là tông màu đỏ, đen và trắng. Đây là ba cái tông màu chủ đạo của dòng xe thể thao sport. Và bây giờ xin mời cho tôi phải giới thiệu chiếc xe. Vâng, trên khung hình bác đây là cái mẫu Gian TCR 6300. Thì những video trước đây em đã giới thiệu qua về cái dòng của thương hiệu Gian, dòng đua cao cấp, mẫu trên cả dòng OCR thì là cái model TCR. Một lần này là cái TCR là 6300. Khung nhôm aluminium technology. Khung nhôm thì thường nhắc thương hiệu Gian là nhôm siêu nhẹ rồi, và cái độ bền chắc chắn rất là cao. Thương hiệu Gian thì thường gắn liền với những cái bộ khung cao cấp. Xe chạy mỗi bộ dây ôm sườn, tính thẩm mỹ rất là cao. Thì trên xe có một vài vết xước nhỏ thôi, thì qua quá trình sử dụng cũng không tránh khỏi rồi. Thì rất nhiều em về rất nhiều những dòng mẫu, dòng Gian đua. Thì trong đó những cái dòng xe OCR là dòng tầm trung cấp, thì cái mẫu lần này em về cái mẫu dòng Gian cao cấp hơn là model TCR 6300. Thì như các biết thì em giới thiệu trong video trước đây Alux SL, mẫu nhôm cao cấp hơn ở dòng nhôm Alux là có dòng xe làm Gian đời cao. Một cái tông màu chủ đạo là tông màu đen kết hợp giữa màu trắng và màu đỏ trên khung xe rất là nổi bật, cũng là cái ba tông màu đẹp nhất của dòng xe đạp thể thao. Cổ phốt ghi đông chính hãng với bản theo xe, thương hiệu Gian. Cổ phốt ghi đông Gian Connect với bản theo xe. Thường những cái dòng Gian Connect này là phụ kiện đi kèm theo xe Gian, thường thấy những dòng model cao cấp của dòng Gian. Xe được sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Tiagra. Bên tay trái em là bên tầng lip, bên phải em sử dụng với bên tầng đĩa và Tiagra Shimano. Cụm phanh đằng trước được sử dụng cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Tiagra. Càng nhôm chính hãng của Gian nguyên bản theo xe. Vành nhôm hai lớp chính hãng của Gian. Vành nhôm hai lớp chính hãng của Gian. Sử dụng lốp cao cấp, lốp chọc. Lốp chính hãng của Michelin. Lốp Michelin. Lốp chọc cũng như lốp tròn, lốp đầu ống sư. Đùi đĩa Shimano Tiagra, gạt đĩa cũng của Shimano Tiagra, sẽ sử dụng với full group chính hãng của Tiagra. Bên bạc đạn, test lốp bách, bên bạc đạn. Củ đề sau được sử dụng với củ đề Shimano Tiagra. Sẽ trang bị với 9 tầng lip, 10 tầng lip nữa, 10 tầng lip. Phanh đằng sau sử dụng phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Tiagra. Cọc yên dẹp chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Yên chính hãng của Gian. May trước và may sau vành đều chính hãng của Gian. Nhôm hai lớp, sử dụng lốp nguyên bản của Michelin, lốp cao cấp.
Và bây giờ xin lỗi cho con đứng của khung xe. Vâng, cho con đứng của khung xe là size 45. Chiều ngang khung là size 50. Thì ở các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Trên khung xe thể hiện rõ size S. Cho trang bị với 10 tầng lip. Phủ đề Shimano Tiagra. Lên lip. Bên phải em được sử dụng với đùi đĩa Tiagra và gạt đĩa cũng của Tiagra Shimano, trang bị với 2 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Chuyển động rất là trơn tru và mượt mà, rất là bon xe luôn nhá. Vành chính hãng của Gian, sử dụng lốp chọc Michelin cao cấp, model cao cấp trên cửa đầu CR là cái mẫu TCR 6003, kết hợp với tông màu rất là đẹp, cái tông màu đỏ đen và trắng. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể trong chiếc xe Gian cao cấp model TCR 6003 full đồ group chính hãng của Shimano Tiagra. Và xe giá rất tốt với em là 14,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bạn trên ngày mai.